Trận thi đấu thứ năm diễn ra giữa đội bóng số 10 phía trước của bạn thứ hai và đội bóng số 10 phía sau. Đội bóng phía trước có vẻ xuất sắc và rất nhanh. Và đội bóng bỏ sau cũng không kém cạnh bắn thủ rất sắc. Coi đâu? Bò một coi thế nào? Mạnh cho một câu. Phải đi chế, đi ăn tàu. Hôm qua ngang tiếng lai cùng hai mới đi. Hôm qua cùng ăn mới thì mời tê. Nhờ đi cùng ăn chút. Một ăn không dầm đuôi thương anh em cho nhau chút. Hôm nay cũng phải rồi. Cũng mua với người dân ra 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 rồi.
xài không hết, mới chút tắm rồi. Con sống này được 100 ngàn, chứ con sống đầy đủ rồi. Bữa nay 100 ngàn sống đầy đủ rồi. Coi bữa nay bắt đủ không? Đủ thì con uống. Thôi thì con bên lề của bộ. Nồi má ăn khơi. Tôi tỏi là gà cao thì tôi gà tới kia. Lúc áo không gà con mẹ tự ai cho. Nó ở dân giáo thì đi Vĩnh Trung, nó ở anh cư đi Vĩnh Trung để qua, hoặc là đi bên An Long để tới cũng được nữa, ăn được ở cái đường nào cần. Bò số 11, 12 ra. Bò số 12 đi trước. Bạn cô được vô tìm ra môi nít cư cô đẹp là lên đập phi là bà lục. Bạn cô biết là mẹ bà bốc nát cho bà lục hả chị? Cũng chưa biết. Chẳng nào không giáo, họ đứng lại đi mới ăn chắc khác luôn. Cái bò thi đấu trận thi đấu đã xác thực và cho phép thi đấu. Chẳng nào không giáo, dịch bò đứng đứng đâu luôn chắc khác. Bà cô tìm ra môi nít, anh nhà cái nát bà nào trong lạc ca bò. Hai đôi cháu và chú cháu đã thực hiện một phần này trong thời gian qua chưa được 12 phút và chúng đang tiến qua lễ đài. Trời ơi, 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 tr
Rồi bò dừng lại đi. Có nhưng mà vịt chân nó gọn. Không có đem theo. Dạ. Dạ thôi mình tuổi là một chân này. Phải rồi slip à, rồi bỏ ra rồi. Ôi, quá đẹp, quá đẹp. Quá hấp dẫn rồi. Ăn rồi. Rồi. Bỏ đi rồi. Bỏ xa đưa bò đi theo là đưa bò chưa đâu mình đâu. Dạ bây giờ Thank you.
bốn mấy rồi. Rồi hai